Vào năm 1754, vua George đệ nhị của Vương quốc Anh đã ban chiếu chỉ thiết lập Đại học King's College tại tiểu bang New York. Lớp học đầu tiên tại đây đã do nhà văn và thi sĩ danh tiếng là Samuel Johnson giảng dạy. Đến năm 1767, đây là đại học đầu tiên trên quốc gia Hoa Kỳ có thẩm quyền phát văn bằng bác sĩ y khoa. Sang năm 1776, cuộc cách mạng giành độc lập của Hoa Kỳ chống lại Anh quốc đã tạm gián đoạn sự phát triển của đại học này. Tuy nhiên, đây vẫn là một nơi tạo nhiều ảnh hưởng quan trọng trong văn hóa và đời sống Hoa Kỳ. Những sinh viên tốt nghiệp vào thời đó gồm những nhân vật về sau đã đi vào lịch sử như John Jay, chánh thẩm phán tối cao pháp viện đầu tiên của Hoa Kỳ, Alexander Hamilton, bộ trưởng tài chánh đầu tiên của Hoa Kỳ, Governor Morris, tác giả soạn thảo hiến chương Hoa Kỳ, và Robert R. Livingston, một thành viên trong nhóm soạn thảo tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Sau cách mạng, với tinh thần quốc gia yêu chuộng độc lập đang dâng cao, vào năm 1784, đại học được khai trường trở lại với một tên mới là Đại học Columbia. Trong hậu bán thế kỷ 19, Đại học Columbia đã nhanh chóng biến thành một viện đại học tân thời. Ngày nay, Đại học Columbia tọa lạc trên 32 mẫu đất trong khu Manhattan của thành phố New York, là một viện đại học danh tiếng hàng đầu tại Hoa Kỳ về các phương diện nghiên cứu khoa học, y khoa, luật khoa, nhân văn học và khoa học xã hội. Rất nhiều nhân vật tài danh đã được đào tạo và tốt nghiệp từ Đại học Columbia. Trong số đó có Tổng thống Franklin D. Roosevelt, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Boutros Boutros-Ghali, đương kim thẩm phán tối cao pháp viện Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg, bác sĩ nhi đồng Benjamin Spock, thi sĩ Allen Ginsberg, đại lực sĩ Lou Gehrig và lực sĩ, ca sĩ, lực sĩ, học giả và nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng trên thế giới là Paul Robeson. Đại học Columbia, một đại học lâu đời nhất tại tiểu bang New York và cũng là đại học lâu đời đứng vào hàng thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày càng thêm phát huy uy tín trên khắp thế giới, là một môi trường trí thức, khoa học và cấp tiến về nhiều phương diện. Trong những chuyến hoàng pháp vào cuối thập niên 80 tại Hoa Kỳ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được thỉnh mời đến thuyết giảng tại Đại học Columbia. Bài thuyết giảng của Ngài nguyên văn bằng Anh ngữ với chủ đề Tu hành khiến thế giới văn minh hơn đã dẫn chứng cặn kẽ từ kinh điển Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo, cho thấy rằng sự tiến bộ của thế giới chúng ta được hình thành do cố gắng chuyên cần của những bậc chân tu, và mục đích thật sự của các ngài là nhắc nhở chúng ta trở về với bản thể tâm linh và trí huệ vô thượng bên trong. Sau đây, phần tiếp theo của bài thuyết giảng Tu hành khiến thế giới văn minh hơn của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đại học Columbia, New York vào ngày 3 tháng 11 năm 1989. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Jesus said, love your enemy. He didn't only preach from the lips. He really experienced that. After complete enlightenment, you bear no hatred to no one. And you see things in a better light. You see why people do this thing to you, why people do that thing to that person. You will not have any guilty feeling for what you do, and you will not have any hatred feeling to anyone who harms you, because you see the cause and consequences of all things in the universe. That's how we can leave hatred. That's how we can love our neighbor, our enemy. It's not easy to tell people to love their enemy and then they will love it. They understand the message, but to carry out the message is another thing. Understand? It's easy to say, to quote from the Buddha and say,
All beings are pure from nature. You have no sin. There is no bad, no good. But it is hard to convince someone not to feel guilty because they do not see the cause and consequence. They cannot do things without the ego and then getting the blame for it. Once we are enlightened, we see things from a higher point, from a higher intelligence, and we see nothing happen by hazard, or nothing is by our own doing. But it is hard to explain this to you. It's easier to get enlightenment than to explain enlightenment. Chúa Giê-xu nói, hãy thương kẻ thù của các con. Ngài không phải chỉ thuyết pháp ngoài miệng, mà Ngài thật sự đã thể hiện điều đó. Sau khi hoàn toàn khai ngộ, quý vị không còn cảm thấy thù ghét một ai và nhìn mọi việc một cách rõ ràng hơn. Quý vị hiểu được tại sao người ta đối xử với quý vị như vậy. Tại sao người này hành xử như vậy đối với người kia. Quý vị sẽ không có cảm giác tội lỗi về việc làm của mình và cũng không có lòng oán ghét đối với những người làm hại quý vị. Bởi vì quý vị hiểu được nguyên nhân và hậu quả của tất cả mọi sự việc trong vũ trụ. Đó là cách chúng ta xả bỏ được lòng hận thù, là cách chúng ta thương được người láng giềng và kẻ thù của chúng ta. Khó mà bảo người ta thương yêu kẻ thù, rồi người ta có thể lập tức thương được kẻ thù ngay. Hiểu được là một chuyện, nhưng có làm được hay không lại là một chuyện khác. Lấy một câu Phật dạy và nói với người ta rằng, bản chất tất cả chúng sanh vốn trong sạch, quý vị vô tội, không có gì là xấu, không có gì là tốt, vân vân. Điều này nói rất dễ, nhưng thuyết phục một người để họ đừng có cảm giác tội lỗi là một điều rất khó, bởi vì họ không thấy được trọn vẹn quan hệ nhân quả. Họ không thể buông bỏ ngã chấp của họ trong khi làm việc, rồi sau đó họ phải lãnh lấy trách nhiệm. Khi đã khai ngộ, chúng ta quan sát mọi việc từ một giác độ cao hơn, với một trí huệ sáng suốt hơn, và chúng ta thấy không có việc gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, không có gì là do chính chúng ta gây ra. Nhưng điều này thật khó mà giải thích được cho quý vị. Đạt được sự khai ngộ dễ hơn là giải thích sự khai ngộ. If we hear the name of the Buddha or the name of the scriptures, teaching in the any scriptures, we will have some merit, some virtuous merit in order to be born in heaven again. Otherwise, we go to hell, so people tell us. Now, I don't believe so much in hell, but there is hell nevertheless. Just that I will not go there. So I don't believe in it. There is the law of hell and the law of heaven. The law of hell is the lower, very low class of law set up to catch people in their transmigration of this illusion. The law of heaven is those of gracious blessing and love, unconditional forgiveness, which will draws people back to the kingdom of God or to the Buddha's land to enjoy their deserved happiness and everlasting joy. The law of hell or of this world is governed by the king of Maya, which is what we call the director of illusion. The director behind the stage of the illusion game. The law of heaven and Buddha's land is governed by those gracious, loving, compassionate, merciful beings who are the co-workers with Almighty God, or the highest Buddha. Nếu chúng ta nghe danh hiệu Phật, hoặc nghe xưng tụng về danh hiệu của một giáo lý trong bất cứ kinh điển nào, chúng ta sẽ được một chút phước báo
một chút công đức để được tái sanh vào cõi thiên đàng. Nếu không, chúng ta phải xuống địa ngục. Người ta thường là nói như vậy. Tôi không tin tưởng vào địa ngục cho lắm. Nhưng dù sao cũng vẫn có địa ngục. Chỉ là tôi sẽ không đến đó, nên tôi không tin lắm. Có những luật pháp đặt ra cho địa ngục và luật pháp đặt ra cho thiên đàng. Luật pháp ở địa ngục rất thấp kém. Mục đích là để chặn bắt con người sống trong vòng luân hồi của thế giới ảo tưởng này. Luật pháp thiên đàng là luật pháp của sự gia ân và tình thương, sự tha thứ vô điều kiện để kéo con người trở lại thiên quốc, trở về cõi Phật để hưởng thụ sự sung sướng và khoái lạc mà họ đáng được hưởng. Luật của địa ngục hay của thế giới này là do ma vương cai quản. Ma vương là một chúng sinh mà chúng ta gọi là đạo diễn của ảo tưởng. Phải, người đạo diễn phía sau sân gấu của trò chơi ảo tưởng. Luật của cõi thiên đàng và cõi Phật được cai quản bởi những chúng sinh nhân hậu có tình thương, có lòng từ bi, có sự khoan dung, là những đồng nghiệp của Thượng Đế Toàn Năng hoặc Phật Tổ Tối Cao. What we call by God by different names is all right. It's all right. You may call your wife my darling or my apple pie or my sugar candy or honey pie, whatever you want. No, is that not true? Yeah? What do you call your wife? Honey pie? Yeah? Yes, yes, yes. And the other one you call my darling, yeah? Or my cookies even. Similarly, we have to allow people of different mentality and different preference to go to call God by different names. This is so logical. And I'm so surprised that most people don't understand this and fight over the names. It's okay if you call your wife a cookie. But if the neighbor calls his wife apple pie, that's all right, no? It's the same thing. Same thing. If we call God by the name of Allah, Jehovah, or the highest Buddha nature, or the Anuttara Samyaksambuddha, or the Almighty, or the Beloved, or the Father, or the Mother, or the how you say? Anything else? The Creator? Yeah? Or God? What does it matter? Therefore, many people think that I preach many religions at once. No, no, no. I only preach one. The religion of truth, the religion of wisdom, the religion of love. What we call God Almighty or the highest Buddha is our own wisdom, our own survival power, intelligence, which we could use at any time, if we wish to do so. In case we do not know where to open the gate of wisdom, we may search for some expert, and that's all there is to it. So simple and so matter of fact. We no need to make anything become so mystical, so difficult, and so hard to believe and unreachable things. If I can reach this wisdom, you can. I have not proclaimed that I have reached the whole wisdom in order so that you praise me or give me a lot of present or something. I just say so in such a way as you would say you are an MD, yeah? Because you have graduated from medical school. In order that people know you, so that they trust you and let you help the patients, help them. I say this in order to set an example for you, to give you hope, to give you inspiration that you too can do. Understand? So sometimes people, they criticize me for saying that my disciple always praise me that I'm a Buddha, I'm a what, a what, a what. Before, I did not say these things. For long, long years, I have never said I'm what and what.
But people always heard from my disciples and then come and attack me for what I have not said. What? You are Buddha? How can you be? How dare you be? And so many questions like that, many times, so I'm fed up. I'm tired of being humble. I say, so what? I'm a Buddha. So what? What's the matter with it? So, openly. But after you become a Buddha, you become very normal, very lovable, very cute. Nothing happened. Nothing great. Nothing very special. Just that you discover your own treasure and your own power, and you use it. What is the big deal about discover your bank account that you have forgotten? Huh? What is the big deal about that? There's no virtues, no great things about spending your own money. Is that not so? Everybody knows that. Similarly, there's no great thing about discovering your own power and your own wisdom and use them for the benefit of yourself and for anyone who needs it. Understand? Apart from this discovery of your own wisdom and power, you are ordinary. Understand? You just added more power, that's all. Whatever other people do, you do. They sleep, you sleep. They eat, you eat. They walk, you walk. It's all right, you like before. You are just, how say, now extra charged by extra power. It is similar to the case of a medical student. After he has been graduated from the medical school, become an MD. Now, he didn't change anything, did he? The outlook is the same. The friends are the same. His activities are the same. His behavior won't change. What changes is that he has extra knowledge, extra talent, extra abilities to help others, including his own and his family. Chúng ta muốn gọi Thượng Đế bằng những tên khác nhau cũng được. Nếu quý vị có thể gọi vợ của quý vị là cưng, hoặc bánh ngọt của anh, hoặc cục kẹo của anh, hoặc bánh mật, hoặc bất cứ tên gì quý vị thích, thì tương tự như vậy, quý vị cũng phải cho phép những người có tâm tánh và sở thích khác nhau được gọi Thượng Đế bằng những tên khác nhau. Điều này rất hợp lý. Tôi rất ngạc nhiên tại sao đa số người ta không hiểu được điều này mà cứ phải tranh chấp với nhau về những danh xưng. Nếu quý vị có thể gọi vợ mình là bánh ngọt, thì người hàng xóm cũng có thể gọi phu nhân của ông ta là bánh táo. Danh xưng của Thượng Đế cũng vậy thôi. Chúng ta gọi Thượng Đế bằng Allah, Jehovah, Phật Tổ, hoặc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hoặc Đấng Toàn Năng, Đấng Từ Bi, Đức Cha, Đức Mẹ, Tạo Hóa, Thượng Đế, hay bất cứ danh từ gì khác, thì lại có chuyện gì chứ? Cho nên, có nhiều người tưởng tôi thuyết giảng vào nhiều tôn giáo cùng một lúc. Không, không phải. Tôi chỉ giảng có một đạo, đó là chân lý. Tôn giáo của trí huệ, tôn giáo của tình thương. Cái mà chúng ta gọi là Thượng Đế Toàn Năng hoặc Phật Tổ Tối Cao chính là trí huệ của chúng ta, là lực lượng sinh tồn, là sự thông minh của bản thân chúng ta mà nếu muốn, chúng ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta không biết cách mở cánh cửa trí huệ, chúng ta có thể đi tìm một chuyên gia. Chỉ có vậy thôi, rất giản dị, rất rõ ràng. Không phải chuyện gì chúng ta cũng phải làm cho nó trở thành quá huyền bí, quá khó khăn, quá mơ hồ và quá xa vời. Nếu tôi có thể đạt được trí huệ này, thì quý vị cũng có thể đạt được. Không phải tôi công bố rằng tôi đã đạt được sự khai ngộ hoàn toàn là để được quý vị khen hoặc tặng cho nhiều lễ vật hay là gì đó. Vấn đề tôi nói như vậy cũng giống như khi quý vị đã tốt nghiệp trường y khoa. Quý vị sẽ giới thiệu mình là bác sĩ để người khác được biết và tin tưởng ở quý vị, rồi quý vị mới có thể giúp đỡ họ. Tôi nói về vấn đề khai ngộ chỉ để nêu lên một thí dụ cho quý vị thấy và noi theo, để cho quý vị có niềm hy vọng, cho quý vị có niềm hứng khởi rằng mình cũng có thể làm được như vậy.
Đôi khi người ta chỉ trích tôi rằng các đệ tử của tôi thường tán thán tôi, xưng tụng tôi là Phật, là gì gì đó. Từ lâu lắm rồi, tôi chưa hề nói qua tôi là gì cả. Nhưng người ta thường nghe được từ đệ tử của tôi, rồi đến công kích tôi về những gì tôi không có nói. Cái gì? Bà mà là Phật đó sao? Tại sao là Phật được? Tại sao dám là Phật? Rất nhiều những câu hỏi như vậy đã được nêu lên nhiều lắm rồi. Cho nên tôi chán lắm rồi. Cứ khiêm nhường mãi thật là chán. Bởi vậy, tôi công khai nói rằng tôi là Phật đó thì đã sao? Không được sao? Nhưng thật ra sau khi thành Phật rồi, quý vị sẽ trở nên rất bình thường, rất dễ mến, rất dễ thương, chẳng có gì vĩ đại, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Chỉ là quý vị đã khám phá ra được kho tàng của chính mình, lực lượng của bản thân, quý vị đem ra sử dụng. Khám phá ra được một trương mục ngân hàng mà quý vị đã bỏ quên thì có gì hay ho? Xài tiền của chính mình thì có gì là cao thượng, là vĩ đại đâu? Ai cũng biết được điều đó mà. Tương tự vậy, khám phá ra được lực lượng và trí huệ của mình và sử dụng nó để lợi ích cho chính mình và những người cần đến thì cũng chẳng có gì là vĩ đại cả. Ngoài sự khám phá được trí huệ và lực lượng của quý vị rất là bình thường. Quý vị có thêm được lực lượng, chỉ có vậy thôi. Những gì người khác làm được, quý vị cũng có thể làm được. Họ đi được, quý vị cũng đi được. Họ ngủ, quý vị cũng ngủ. Họ ăn, quý vị cũng ăn. Họ làm việc, quý vị cũng làm việc. Cũng được mà, phải không? Quý vị vẫn giống như hồi xưa, chỉ là bây giờ quý vị có được lực lượng bổ sung thêm mà thôi. Cũng tương tự như trường hợp một sinh viên y khoa, sau khi tốt nghiệp trường y khoa, anh ta trở thành một bác sĩ. Anh ta có gì thay đổi đâu, có phải không? Bề ngoài vẫn như vậy, bạn bè cũng như xưa, sinh hoạt cũng như cũ và hành vi cũng không có gì thay đổi. Có chăng cũng chỉ là anh ta có thêm sự hiểu biết, thêm tài ba, thêm khả năng chuyên môn về y khoa để giúp đỡ kẻ khác, trong đó có cả bản thân anh và gia đình của anh. People make Buddha become a very mythological figure. A very great deal being, a very mystical figure, and nobody can understand, nobody know, nobody can touch, nobody can see, and make Christ become the world owner, yeah? And no one else can attain his level. This is wrong. This is incorrect information. Just because you have discovered your last treasure, doesn't mean you will change anything in your habit and behavior. Yeah? You will not become a wooden statue or a stone Buddha. You will have similar feeling. You have the same power of reasoning. You still have the same capability to work in your job, if not better. You can serve the society with more power, more vigor, and more clear-sightedness, more concentration. And apart from your physical ability to contribute your talent to societies and the world at large, you have the invisible wisdom which can be manifested and used as power to supply blessing, upliftment, and joy to the people around you. Understand this? So, for this reason, we can see that no one should deny enlightenment. No one should deny the right to our own wisdom and power. Now, the wisdom is something very intangible, invisible, but it can be felt once you want to use it. Our engine ears, engineer, you know, engine ear? Yeah.
engineer. I call him engineer. Engineer, our engineer friend just mentioned that electricity, we cannot see it, but we can feel it when we turn on the light. We can use it when it turns on the fan or the television or all the apparatus. So that's how we know electricity exists. Now, how we know God or wisdom or Buddha nature exists? We do know by the manifestation of this power. We have discovered this power, and then we turn this power into use. We turn this wisdom into useful purpose, useful things. Người ta đã làm cho Đức Phật trở thành một nhân vật thần thoại, một chúng sanh rất vĩ đại, một nhân vật rất huyền bí mà không ai có thể hiểu được, không ai biết được, không ai chạm đến được hay trông thấy được. Họ cũng đã làm cho Đức Chúa trở thành chủ nhân của thế giới này, không ai có thể đạt được đẳng cấp của Ngài. Làm như vậy là không đúng. Kiến thức này hoàn toàn là sai lầm. Tìm lại được kho tàng đã mất, điều đó không có nghĩa là quý vị sẽ thay đổi thói quen và hành vi của mình. Quý vị sẽ không trở thành tượng gỗ hay là Phật bằng đá. Tình cảm của quý vị vẫn như xưa. Khả năng suy luận của quý vị vẫn còn như vậy. Quý vị vẫn còn khả năng y như trước để làm công việc của quý vị, nếu không phải là giỏi hơn. Quý vị sẽ có thể phục vụ xã hội với nhiều lực lượng hơn, hăng say hơn, nhìn sự việc rõ ràng hơn, tập trung hơn. Ngoài khả năng vật chất để cống hiến tài nghệ của mình cho xã hội và cho toàn thế giới, quý vị còn có trí huệ có thể được thể hiện và sử dụng như một lực lượng để đem lại sự giá trị, sự khuyến khích và niềm vui cho những người chung quanh quý vị. Vì lý do đó, chúng ta có thể thấy được rằng không một ai nên từ chối sự khai ngộ, không một ai nên từ chối các đặc quyền về trí huệ và lực lượng của bản thân. Trí huệ là một thứ vô hình, không thể sờ mó được. Nhưng một khi muốn dùng đến, quý vị có thể cảm nhận được. Chúng ta không thể nhìn thấy điện, nhưng có thể cảm thấy được khi bật đèn lên. Chúng ta có thể dùng điện để mở quạt, truyền hình hoặc những dụng cụ máy móc. Đó là cách chúng ta biết điện thật sự hiện hữu. Làm sao chúng ta biết được Thượng Đế, trí huệ hoặc Phật tánh thật sự hiện hữu? Chúng ta biết được từ sự thể hiện của lực lượng này. Chúng ta khám phá ra được lực lượng này và đem ra sử dụng. Chúng ta dùng trí huệ này vào những mục đích hữu ích, vào những công việc có lợi. Just like electricity is invisible, but you can turn them into light, into how you say, the power of the record player and use in the refrigerator, the fan, and all kind of useful things. Now, if we have this inborn wisdom, we can use it and make it into any things we want, including build our own heaven. We no need God even then. Therefore, sometimes people who are enlightened, such as some people are very enlightened or completely enlightened, like the case of the Zen masters. Yeah, the Zen master, you understand? In Buddhism, there are many branches of practicing. Some are reciting the Buddha's name, they call it Pure Land sect. And some are believing in the power of reasoning and meditation, they call them Zen sect. Yeah? And the Zen, those who master the Zen, we call Zen master, huh? This is a Japanese word, in case you're not familiar, but I think you are all familiar. Just in case some of you do not, so I had to explain. Now, in case of these ancient Zen master, after they get enlightened, they spoke in such an aloof terms, like there is no God, there's no one, or they say, well, I'm just drinking tea, or something like that. They never express so much emotion about God or a divine being. It is difficult to understand them, and we may sometimes mistakenly address them as an atheist
But it is not so. Cũng như điện là vô hình, nhưng chúng ta có thể biến nó thành ánh sáng, thành lực lượng để chạy máy thâu âm, để chạy tủ lạnh, quạt máy và tất cả những thứ hữu dụng khác. Nếu chúng ta đã có trí huệ bẩm sinh này, chúng ta có thể dùng nó, biến nó thành bất cứ những gì chúng ta muốn, kể cả việc xây dựng thiên đàng cho bản thân mình. Lúc đó, ngay đến Thượng Đế, chúng ta cũng chẳng cần đến nữa. Cho nên, đôi khi những người rất khai ngộ hoặc đã hoàn toàn khai ngộ, chẳng hạn như trường hợp của các thiền sư, sau khi khai ngộ rồi, trong những câu nói của họ có những ngôn từ mơ hồ như không có Thượng Đế, không có ai cả. Hoặc họ nói tôi chỉ đang uống trà thôi. Chẳng hạn như vậy, họ không bao giờ lộ ra nhiều cảm xúc về Thượng Đế hoặc các vị thánh nhân. Những người này rất là khó hiểu, đôi khi làm cho chúng ta lầm họ là người vô thần, nhưng thật ra không phải vậy. Similar to the case of the Buddha, after he has been completely enlightened, he even denied that there is any God. But he used another name, the Anuttara Samyaksambuddha. It means the highest Buddha. Now the highest Buddha or the highest God is similar things. But the highest Buddha or the highest God lives within us. That is a wonder of all wonder. That means what? Do you know? That means that we are God. We are Buddha. Buddha lives in here. Who else then? Understand? The owner is a Buddha. So we are the Buddha. We are God. But it's easy to speak, to tell, to repeat. It's not easy to realize that. Therefore, we humbly or arrogantly live every day our life without realizing our true person. So we suffer. We feel burdened. We feel lonely. We feel desperate. We feel helpless. It is because we do not know our great status. That is the real self, or the God, or the Holy Spirit that dwells within ourselves. Yeah? Know you not that you are the temple of God, and the Holy Spirit dwells within you. Also, lo and behold, the kingdom of God is within you. Trong trường hợp của Đức Phật cũng như vậy. Sau khi hoàn toàn khai ngộ, Ngài cũng đã phủ nhận không có Thượng Đế gì cả. Ngài dùng một danh xưng khác, đó là A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, có nghĩa là Phật Tổ Tối Cao. Phật Tổ Tối Cao hay Thượng Đế Tối Cao cũng như nhau mà thôi. Phật Tổ Tối Cao hay Thượng Đế Tối Cao ngự ở bên trong chúng ta. Đó là sự vi diệu trong tất cả mọi sự vi diệu. Như vậy có nghĩa là gì, quý vị có biết không? Điều này có nghĩa chúng ta là Thượng Đế, chúng ta là Phật. Nếu Phật không ngự trong đây thì còn ai khác nữa? Chủ nhân của nó là một vị Phật, cho nên chúng ta là Phật, chúng ta là Thượng Đế. Tuy nhiên, điều này nói hay lặp lại thì dễ, nhận biết được thì rất là khó. Vì vậy, ngày qua ngày, chúng ta cứ sống trong sự khiêm tốn và cung kính, hoặc lòng kiêu ngạo mà không liễu ngộ được con người thật của mình. Vì vậy, chúng ta đau khổ, chúng ta cảm thấy nặng nề, cô đơn, thất vọng và bơ vơ. Đó là vì chúng ta không biết được địa vị vĩ đại của chúng ta. Chúng ta không biết rằng chân ngã hay Thượng Đế hay Thiên Chúa ngự bên trong chúng ta. Con có biết chăng con là ngôi giáo đường của Thượng Đế và Thiên Chúa đang ngự ở trong con? Và hãy cẩn thận, Thiên Quốc ở trong con. And Buddha say, Buddha is in your heart. Yeah? When it means Buddha is within yourself. Now if the Buddha is within yourself, then we are the Buddha. What else? There's no one else in here. Only Buddha lives in here. Then we are the Buddha. Is that not so? If no one else lives inside, only the Spirit of God, the Kingdom of God, then we are the Kingdom of God. Then we are God. It's very logical. Even without enlightenment, we cannot argue about this.
So the next step is to find this kingdom of God, to find this power of the Almighty, which is hidden within ourselves. Now I have found it. I might inform you. So then if you want to find it, then I will offer you my service, free of any condition. Thanks. Đức Phật cũng nói, Phật tại tâm, có nghĩa là Phật ở trong ta. Nếu Phật ở trong ta, thì ta là Phật, chứ còn gì nữa. Không có ai khác ở trong này, chỉ có Phật sống ở trong này. Như vậy, chúng ta là Phật. Không phải vậy sao? Nếu không ai khác sống ở trong đó, chỉ có linh hồn của Thượng Đế, chỉ có Thiên Quốc, thì chúng ta là Thiên Quốc, chúng ta là Thượng Đế. Điều này rất hợp lý. Cho dù chúng ta chưa khai ngộ đi nữa cũng vậy. Điều này chúng ta không cải được. Chuyện kế tiếp là đi tìm Thiên Quốc này, tìm lực lượng của Đấng Toàn Năng còn ẩn tàng bên trong chúng ta. Bây giờ tôi đã tìm được rồi. Tôi xin được nói cho quý vị biết, nếu quý vị cũng muốn tìm, tôi xin sẵn sàng cống hiến công sức để giúp đỡ quý vị một cách vô điều kiện. I hope that you have enjoyed the lecture, that it serves you somewhat. And should you have any more doubt, any question about anything concerning the practice and life, please don't hesitate to let me help you. Quý thính giả vừa theo dõi phần chuyển ngữ trích đọc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đại học Columbia, New York vào ngày 3 tháng 11 năm 1989 với chủ đề Tu hành khiến thế giới văn minh hơn.